Thưa quý vị và các bạn, vào chiều ngày hôm nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tam Bình tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 11, nhiệm kỳ 2024-2029. Đến dự có ông Hồ Văn Huân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, bà Nguyễn Thị Minh Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy và 183 đại biểu chính thức đại diện cho các giới, các tôn giáo, trí thức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Nhiệm kỳ qua, trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp huyện Tam Bình thực hiện hoàn thành đạt và vượt 10 trên 10 chỉ tiêu nghị quyết đại hội khóa 10, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động Mặt trận Tổ quốc phát động ngày càng thiết thực, hiệu quả. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được phát huy, tăng cường đồng thuận xã hội. Công tác động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia giám sát và phản biện xã hội, xây dựng đảng, xây dựng chính quyền ngày càng được quan tâm thực hiện tốt. Tại đại hội chiều nay, đại biểu trình bày nhiều tham luận, chia sẻ kinh nghiệm trong phối hợp vận động thực hiện công tác an sinh xã hội, chăm lo cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong việc nâng chất cuộc vận động, toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh và tham gia công tác giám sát phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền. Đại hội cũng đã hiệp thương cử 65 ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện khóa 11, nhiệm kỳ 2024-2029, cử 27 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029.